Xin kính chào quý vị đã trở lại chương trình với Hòa và bác sĩ Dung. Quý vị biết là trước khi vào phần thông tin thương mại thì bác sĩ Dung đang nói về phần chữa trị và những kế hoạch chữa trị tạm thời. Quý vị biết đây cũng là một loại vi trùng mới và bệnh dịch mới nên những bác sĩ và bác học còn đang tìm hiểu thêm. Và những gì mà được biết hiện giờ quý vị biết là có thể sẽ thay đổi. Nhưng mà để tránh cái bệnh dịch này, chúng tôi sẽ vô phần làm sao mà để mình phòng ngừa mình không bị bệnh. Thì quý vị thấy trên màn ảnh cái hình kế tiếp là làm sao mình ngăn chặn cái lây lan của bệnh dịch này. Quý vị thấy là đầu tiên là mình phải duy trì cách ly giao tiếp xã hội. Một là mình đứng cách xa khoảng 2 mét hoặc là 6 feet và mình phải rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước, và mình chà tay bằng nước có chất cồn 60% alcohol trở lên, và mình nên thường xuyên làm sạch sẽ các bề mặt hay chạm vào, giống như ổ khóa mở cửa hoặc là mặt bếp, mặt bàn. Những cái gì mà quý vị hay chạm vào thì mình nên làm sạch sẽ một chút, và nên đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, nhất là chợ. Và quý vị biết thứ hai tới này, thành phố của mình sẽ áp dụng là tất cả mọi người phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài công cộng. Không có thì họ sẽ phạt rất là nặng, Hòa nghe nói tất cả hàng ngàn đô đó bác sĩ Dung. Dạ đúng rồi, nhà sĩ Hòa để Phương Dung muốn bổ túc là khi mình mang cái face mask không phải là nó ngăn cản mình để tránh khỏi COVID-19, nhưng mà nếu khi bệnh nhân mà ho khi mình nói chuyện hay mình thở thì có thể nhiều người đó bị bệnh, họ sẽ ra những cái nước miếng, hay là họ nói chuyện ra nước miếng, hay là hít thở ra, thành ra có thể lây những người xung quanh. Thành ra nếu hai người mang mặt nạ hết thì nó giúp cho người ta không có truyền nhiễm với nhau, chứ không phải là cái mask nó prevent mình, nhưng nó ngăn cản để mình không truyền nhiễm cho người khác, để nói cho họ biết như vậy. Thì quý vị thấy nếu mà mình cách ly thì quý vị thấy cái xác suất là nếu mà một người mà đang bệnh bây giờ mà mình đứng gần mà mình không cách ly thì trong 5 ngày quý vị có thể lây cho 2 người rưỡi hoặc là 3 người, và trong 30 ngày quý vị thấy trên màn ảnh là có thể tới 400-500 người sẽ bị lây bệnh. Nhưng mà nếu mà mình tập cách ly và đứng xa khoảng cách người khác thì quý vị thấy cho dù mình bị bệnh nhưng mà mình cô lập hoặc là cách ly thì trong 5 ngày mình chỉ có lây cho một người rưỡi thôi, và trong 30 ngày thì chỉ có 15 người bị bệnh thôi. Vậy Hòa muốn nói đây cái chữ cách ly và cô lập. Thì quý vị thấy trên màn ảnh, cách ly là social distancing, thì có nghĩa là mình giữ cho một người mà có thể đã nhiễm COVID-19, tránh xa những người khác, và mình tránh tham gia các hoạt động để gây tiếp xúc với nhiều người, và mình nên hạn chế di chuyển ra bên ngoài cái ngôi nhà của mình và giúp hạn chế sự lây lan thêm của COVID-19. Bác sĩ Dung có bổ túc thêm gì không ạ? Dạ, để tôi chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi khi tôi thách theo một người bệnh nhân. Cách đây 2 tuần có một người bệnh nhân, cái cô đó cổ khoảng chừng 52 tuổi. Cổ đi vacation với ông xã là 54 tuổi, với đứa con gái 19 tuổi, đứa con trai 24 tuổi. Đi với 2 người bạn, đi spring break ở Florida. Thì khi họ đi Florida đó, họ đi Disney World, họ đi casino. Khi mà họ về tuần lễ sau thì cô gái 19 tuổi bị sốt, thì cổ test positive, cổ bị COVID-19. Rồi 2-3 ngày sau thì người mẹ bị bệnh, người mẹ bệnh khó thở, tức ngực, bị sốt, bị khó thở. Thì trong vòng 2-3 ngày sau, người mẹ đó đi bác sĩ, thì bác sĩ tưởng là bị sinus infection cho trụ sinh không hết, rồi bắt đầu bị tiêu chảy, rồi đi emergency room. Emergency room nói có thể bà bị dehydration, về nhà nghỉ mệt. Lần thứ hai không đỡ, đi emergency thứ hai, bà không đợi được, cuối cùng họ đến nhà thương của tôi. Thì khi mà bà vô nhà thương rồi, lúc đó bà oxygen của bà nó cũng ok, nó cỡ chừng 90-91%. Nhưng mà khi ta chụp cái CAT, họ thấy là bị viêm phổi hai bên,
thì người ta mới hỏi tôi đến thăm viếng bà, thì cứ thắp cái hình phổi tôi nói bà phải bỏ bà này trong ICU liền. Thì lập tức tôi này bỏ trong ICU, trong vòng 2 ngày sau bà ngưng thở và nằm trên máy. Thành ra rồi xong người chồng của bà cũng bị, cũng trong nhà thương luôn, không có nặng như bà đó. Thành ra quý vị thấy là trong vòng chỉ có 2-3 người, 5 người mà lan tràn tất cả. Thành ra tưởng tượng nếu mà người ta đi Florida, đi Disney World, đi casino, là đi một người nó spring break là nó lan tràn biết bao nhiêu người. Thành ra khi họ đến bác sĩ lan tràn lây cho những người bác sĩ, những người phụ tá bác sĩ, đi đến emergency room lây. Thành ra một người có thể lây lan tràn biết bao nhiêu, cả 100 người. Thành tưởng tượng, thành ra cái gì đó mà tại sao nó quá nguy hiểm. Thành ra nếu mình ở nhà được thì tốt nhất, mình tránh tất cả mọi người, thì đó mình không có truyền nhiễm cho ai hết. Thành ra lý do tại sao mà bác sĩ y tá họ khuyên bệnh nhân phải ở nhà. Nếu người ở nhà thì giúp cho tụi này, từ bây giờ người ta vô trong nhà thương quá đông, thành ra một mình Phương Dung hay là những người nhà bác sĩ khác không có đủ sức lực mà để lo cả ngàn người đến trong phòng cứu cấp. Thành ra tưởng tượng là nó chấn động cả thời tụi này làm việc rất là 24/7, nghĩa là không có ngủ, không có nhiều. Hòa cũng xin bổ túc cho quý vị khán thính giả tại sao hai chị em chúng tôi lại lên trên màn hình này để nói về cái đại dịch này. Tại vì Hòa là một nha sĩ và bác sĩ Dung là một bác sĩ phổi. Cả hai chúng tôi làm một cái nghề mà nguy hiểm nhất. Tại vì trong 30 năm làm việc của Hòa thì Hòa đã trải qua HIV, chữa rất nhiều người HIV, rồi lao phổi, rồi viêm gan, rồi bây giờ tới cái đại dịch này, cái COVID này. Thành thử ra bác sĩ Dung cũng là cùng nghề với, cũng là về những phổi. Thì quý vị biết là nhiều khi làm cho bệnh nhân nước miếng, rồi máu nó bắn đầy mặt hết. Thành ra Hòa nói là bởi vì trong lúc mà bác sĩ Dung lo cho những người bệnh nhân ở trong nhà thương thì Hòa ở ngoài này, Hòa cũng lo cho những người bác sĩ, những người bệnh nhân mà họ bị emergency, họ đau mặt rồi họ sưng cả mặt, họ sưng cả hạch lên. Nhưng mà nếu mà Hòa làm được một cái gì trong văn phòng Hòa để giúp cho những bệnh nhân không đừng tới nhà thương, tại vì những bác sĩ như bác sĩ Dung rất là bận và họ làm, họ không còn thấy chồng con đâu nữa mà họ về họ cũng phải ở riêng, họ phải cách ly hoặc là cô lập. Nhưng mà bây giờ mình không còn nhiều giờ nữa bác sĩ Dung, mình muốn nói về cái khẩu trang. Thì quý vị biết là cái khẩu trang nó rất là quan trọng, và đây là cái cách mà mình đeo khẩu trang, mình phải rửa sạch tay trước khi mình mang khẩu trang, và mình make sure là mình che miệng và mũi, đảm bảo không có khe hở. Mình đừng có chạm tay vào cái khẩu trang khi đang sử dụng. Và nếu mà quý vị dùng cái khẩu trang mà thường nhật thì quý vị nên vứt bỏ vào thùng rác, chứ đừng có để đầy chợ. Hoặc cũng nhìn thấy nhiều cái khẩu trang vứt bừa bãi ở ngoài khu công cộng, và mình giặt khẩu trang vải ngay lập tức. Và xin, mà Hòa cũng xin và xin Hòa please đừng cái mua cái khẩu trang phòng độc N95. Đây là một cái loại khẩu trang rất là cần cho những nhân viên y tế và những cái đội ứng phó ban đầu như là first responder, giống như người chữa lửa hoặc là những cảnh sát viên. Tại vì bây giờ chính Hòa cũng không mua được N95, tại vì người ta mua hết rồi, mà bây giờ mà mình mua thì họ gấp 5, gấp 10 lần. Và Hòa cũng xin quý vị thương những người như bác sĩ Dung làm trong phòng nhà thương, họ rất là cần những cái khẩu trang này. Nếu mà mình có thể mà mình đeo những khẩu trang, và quý vị thấy ở trên màn ảnh là họ CDC họ cũng khuyến nghị là mình nên đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, và không nên đeo khẩu trang cho em bé nào mà dưới 2 tuổi, hoặc những ai mà bị khó thở hoặc là mất cái khả năng hoặc không thể tự tháo được nếu mà không có sự trợ giúp. Cái thứ ba là khẩu trang có nhiều lớp vải cho phép không cho phép thở mà không bị hạn chế, và nên khít và sát vào khuôn mặt. Không nên dùng cái khẩu trang y tế mặt nạ một lần nữa là N95. Mình nên để dành riêng những cái khẩu trang này cho nhân viên chăm sóc sức khỏe và những người ứng phó đầu tiên trong ngành. Và bác sĩ Dung đã cho một vài cái slide làm cái khẩu trang. Mình về mình lấy những cái áo thun của ông xã mình đó, mình cắt nó ra, mình làm cái khẩu trang. Và Hòa cũng cái hình kế tiếp, Hòa cũng có đem một cái khăn vải, và chính tay Hòa làm, chỉ cần có 5 giây là Hòa làm được cái khẩu trang. Quý vị đã thấy trên màn ảnh, Hòa diễn tả cho quý vị thấy là mình chỉ cần có một cái khăn và hai sợi dây thun, và làm như vậy rồi mình sẽ gắn vào
cái như thế này mình gấp vào, rồi mình gấp lại bên này, rồi mình có là mình có cái khẩu trang rồi, mình không cần phải mua khẩu trang 95, quý vị thấy không? Họ đã làm một cái khẩu trang trong 5-10 giây mà rất là đẹp. Nếu quý vị muốn màu nào thì quý vị có cái khăn nào ở nhà thì quý vị nên làm. Và hoặc cũng xin là mình làm khẩu trang rồi giặt giữ cho nó sạch sẽ, và đừng có vứt những cái khẩu trang ở ngoài chợ, tại vì những cái đó rất là nguy hiểm. Dạ, phải nói bổ túc với những gì nha sĩ Hòa đã nói. Thật ra sở dĩ mà mình có những cái shortage của những cái mask từ hồi xưa đến giờ, trong nước Mỹ chưa bao giờ mình phải mang cái khẩu trang cả. Ở những cái nước như là bên Trung Quốc thì họ sợ bị ô nhiễm thì họ đã mang rồi, thành ra khi nó xảy ra chuyện người dân Mỹ họ quýnh lên đi, thành ra họ đi họ mua hết những cái mask đó. Thành ra những người người làm việc như tôi, bác sĩ, những người khác, thành ra tụi này cần cái N95 để giúp tụi này không có bị truyền nhiễm. Chứ quý vị tưởng tượng nếu mà tôi đi làm mỗi ngày mà tôi không có cái N95, tôi bị truyền nhiễm rồi tôi bị mắc bệnh hay tôi bị thất vọng, làm sao tôi giúp được tất cả những người khác. Thành ra tôi khuyên là những người nào có N95 nên donate, nên cho nhà thương, tụi họ rất cần thiết. Cái thứ hai nữa tôi muốn chỉ cho quý vị thấy, giống như cái mask này mình có thể mình làm được. Mình làm ở nhà như nhà sĩ Hòa đã nói. Thành ra nếu quý vị ở trong nhà mình không cần mang cái mask, nhưng đi ra ngoài thì mang sơ, hoặc mình để cái gì, hoặc cái khăn, cái bèm đem, cái gì cũng được. Nó cũng làm cho mình che để mình giúp mình khác. Nhưng mà những cái mask như anh, nếu quý vị không cần thì làm ơn, làm phước cho trong nhà thương đi. Họ tôi dạ. rất là cần cái đó. Vâng, thôi để kết luận. Quý vị biết là COVID-19 là cái dịch bệnh do coronavirus xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc vào tháng 12, 2019. COVID-19 là triệu chứng bao gồm sốt, ho, khó thở, đau cơ, đau họng, mất vị giác và khứu giác, tiêu chảy và đau đầu. COVID-19 có thể rất là nghiêm trọng và gây tử vong cho rất là triệu người. Và quý vị biết là căn dịch này có thể lây từ người sang người và được chẩn đoán với thử nghiệm lấy mẫu dịch trong cuống họng, thử nghiệm kháng thể và chụp hình phổi. Và hiện tại chưa có thuốc chủng ngừa cho dịch bệnh COVID-19. Và quý vị phòng ngừa bằng những cách rửa tay thường xuyên, che miệng và mũi khi ho hoặc là nói chuyện, và đeo khẩu trang khi ra ngoài công cộng, cách ly, đứng xa khoảng cách và ở nhà khi bị bệnh. Và trong 30 giây cuối cùng, Hòa xin cảm ơn những bác sĩ, những nhân viên y tá. Quý vị thấy trên màn ảnh, we stay here for you, please stay home for us, nghĩa là quý vị nên ở nhà, tại vì nhà thương bây giờ quá nhiều bệnh nhân đang cần sự giúp đỡ của bác sĩ Dung. Và một lần nữa Hòa xin cảm ơn, chân thành cảm ơn bác sĩ Dung đã có bỏ thời giờ rất là quý báu để tới với đài Apple TV, và cảm ơn ban giám đốc đã cho hai chị em chúng tôi có cơ hội lên đây để giúp cho quý vị hiểu thêm vấn đề rất là quan trọng về cái đại dịch COVID-19 này. Và Hòa mong sao cho dù bệnh, mình vẫn có niềm tin, mình vẫn có hy vọng và mình vẫn có tình thương. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị khán thính giả. Dạ, chào tất cả. Dạ, stay safe. Okay, stay safe. We will beat this.